đi ăn tối với nữ CEO xinh đẹp, Huỳnh Hiểu Minh gây choáng với khuôn mặt bé xíu. Nam tài tử nổi tiếng của màn ảnh xứ Trung đã khiến nhiều người ngỡ ngàng vì gương mặt khác lạ. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào tối ngày 18 tháng 5, Huỳnh Hiểu Minh đã được trông thấy ăn tối cùng với một nhóm người phụ nữ xinh đẹp. Nam tài tử dạo gần đây thường góp mắt xuất hiện trong các buổi hội họp, tiệc tùng. Trong đó, truyền thông và dư luận đổ dồn sự chú ý vào người phụ nữ tên là Zheng Shenwen, chủ tịch kiêm CEO của một tập đoàn đầu tư trang sức và đồng thời. Cô cũng là phó chủ tịch của một quỹ từ thiện. Thậm chí, người phụ nữ từng là đại sứ hình ảnh cho một tạp chí trong lĩnh vực từ thiện. Cô Zheng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thành tú với vóc dáng cao ráo. Chồng cô không khác gì một nữ diễn viên của màn ảnh xứ Trung. Khi chụp hình cùng nữ CEO giàu có, Huỳnh Hiểu Minh giữ khoảng cách nhất định để tránh gây ra những hiểu lầm đáng có. Cả hai chụp hình trong tư thế tự nhiên, khoe vóc dáng hoàn hảo, tương xứng với nhau. Huỳnh Hiểu Minh chụp với nữ CEO xinh đẹp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn cả là gương mặt của nam tài tử xứ Trung khá bé. Trong một bức hình selfie cùng với hai nữ khách mời, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục gây choáng khi lộ rõ gương mặt có phần quắt queo, nhỏ hơn cả hai người phụ nữ. Ở độ tuổi trung niên, gương mặt gầy gò của anh thay vì ngần mỡ như nhiều người khác là điều khá bất thường. Gần đây, ngôi sao này có tham gia chương trình Đạp Gió 2023, anh ghi điểm nhờ cách ứng xử khéo léo, ga lăng cùng vóc dáng cao ráo. Truyền thông Trung Quốc cho hay, nam tài tử đang siết cân, giảm béo do anh từng bị chế giễu trong quá khứ vì thân hình quá khổ. Nam tài tử quyết tâm tập thể dục và thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, gương mặt nhỏ nhắn của nam tài tử gây chú ý. Huỳnh Hiểu Minh từng gây sốc với gương mặt hốc hác. Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là nam diễn viên thuộc thế hệ 7X nổi danh của showbiz Trung Quốc. Anh được nhiều người biết đến qua các bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp hay Tân Bến Thượng Hải. Anh luôn được nhận xét là một tài tử có vẻ ngoài nam tính, cuốn hút, không phải là tiểu thịt tê thường thấy. Tuy nhiên, theo năm tháng, ở độ tuổi trung niên, Huỳnh Hiểu Minh đang tìm cách trẻ hóa với những trang phục cá tính, nhiều màu sắc cùng việc duy trì vóc dáng, tránh tích tụ mỡ thừa, khiến thân hình phát tướng. Ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân tài giỏi, ăn nên làm ra. Anh sở hữu 48 công ty về ẩm thực, thời trang, phim ảnh. Trong suốt hơn chục năm qua, Huỳnh Hiểu Minh là tên tuổi hàng đầu của làng giải trí xứ Trung, liên tục được các đài truyền hình mời góp mặt trong nhiều show giải trí.